Chào mừng các bạn đã đến với bài số 58. Bài số 58 này chúng ta sẽ học về các cái cách thức caching cái ứng dụng web của chúng ta. Thì trong ASP.NET MVC Core nó hỗ trợ cho chúng ta có một số các cái cách để chúng ta caching tùy vào từng trường hợp. Thì thông thường các bạn sẽ có ba cái kiểu. Ở trong .NET Core nó sẽ hỗ trợ chúng ta ba loại caching. Loại thứ nhất là caching in memory. Loại thứ hai là distributed cache. Loại thứ ba là response cache. Thì ba loại này tùy theo từng trường hợp mà chúng ta có thể dùng. Thì như các cái bài trong cái khóa MVC 5 mình có nói đến response cache. Cái này thì nó cache những cái đầu ra, tức là cache view đầu ra dựa theo HTTP protocol. Còn in memory thì nó dùng để lưu cái thông tin cache ở trên bộ nhớ RAM của máy chủ. Và distributed là lưu trên một cái DB khác, ví dụ như là SQL cache hoặc là Redis cache. Thì ba loại này thì các bạn bản thân định nghĩa cache là gì? Thì cache là một cái cơ chế, một cái kỹ thuật giúp chúng ta tối ưu được truy xuất dữ liệu. Và những cái dữ liệu nào được cache thì ở trong cái khi mà các bạn xem xét một cái dữ liệu nào có cache hay không thì các bạn thứ nhất là yếu tố là nó có thường xuyên được truy cập hay không. Có những cái dữ liệu thì nó ít truy cập thì cũng cache nó cũng không có nhiều tác dụng. Tăng performance. Thứ nhất là để tăng performance và giảm cái effort phải xử lý của server. Thì để tăng performance thì các bạn sẽ cần có những cái cache, những cái dữ liệu nào mà thường xuyên truy cập, thường xuyên gọi ra và thường xuyên tải về. Và cái dữ liệu đấy phải ít thay đổi. Chứ nếu cái loại nào mà thay đổi nhiều thì mình cache thì nó cũng làm giảm cái trải nghiệm người dùng đi và nó sẽ phải load lại cái cache nhiều lần. Thì các bạn sẽ đi vào chúng ta sẽ đi tiếp ship F5 này. Vậy để mà cache thì cái đầu tiên là cơ chế in memory cache được support bởi cái trên cái interface là iMemory cache. Và cái iMemory này nó giúp lưu trữ cái thông tin trên bộ nhớ của server nằm trong cái NuGet package là caching memory. Và chúng ta sẽ cái loại này thì chúng ta cache phù hợp với lại cái server, cái website mà nhiều hoặc ít hoặc nhiều một hoặc nhiều server, nhưng mà nó lưu cái cúc lưu session, tức là ở dạng sticky. Sticky là nghĩa là các request được gửi đi từ một client và luôn luôn được chuyển đến cùng một server để xử lý. Tức là đây ví dụ chúng ta có một cái server chính để nhận request và trên đấy nó session luôn và chúng ta cache ở trên cái server đấy. Thì cái này nó lưu trên memory, mà trên memory thì nó chỉ lưu được trên một server, cùng một server thôi, chứ nếu hai server là nó không 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 lưu được. Vậy tức là về sticky session, tức là nó lưu ở trên cái server mà có cùng một server xử lý, đầu cùng một server nhận request đó. Có thể đằng sau chúng ta có một hoặc nhiều server thì cái này nó phù hợp với cái trường hợp vậy. Cái trường hợp thứ hai là distributed cache. Thì distributed cache thì các bạn nghe rất nhiều cái trường hợp là như Redis cache thì mọi người dùng rất nhiều. Thì họ bản thân họ xây dựng một cái hệ thống cache và họ có một cái DB Redis lưu tất cả thông tin cache ở trên đấy, và khi chúng ta chỉ cần trỏ chuỗi kết nối đến cái DB đấy là chúng ta lấy được. Thì nó giúp chúng ta scalability, tức là tăng cái số lượng server dễ dàng để chúng ta host trên một cái cloud, một cái server farm là một cụm server đấy. Thì giúp chúng ta có thể, ví dụ chúng ta có một cache server, chúng ta có thể có 10 server trỏ đến cùng một cache server đấy, thì nó giúp chúng ta scale rất lớn. Thay vì in memory như trước thì chúng ta scale bằng cái này thì rất lớn, bởi vì là chúng ta sẽ giúp cho cái hệ thống của chúng ta sử dụng chung một nguồn cache và nó lưu dữ liệu ở trên
DB, cho nên là cái sự phân tải nó sẽ tốt hơn. Tất cả những cái lưu trữ cache và truy cập cache nó đều thông qua cái server đấy, chứ nó không liên quan gì cái server này. Server này chỉ gọi dữ liệu truyền về thôi. Hiện tại chúng ta có Ethernet Core, nó sẽ có cache trên SQL Server, tức là bản chất nó là một cái bảng ở trên một cái con server khác, nó có thể lưu cái thông tin nguyên chỉ content của cái cache đấy thôi. Redis cũng như vậy. Thì các bạn có thể tìm hiểu hai cái này thì lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Response caching thì nó sẽ cache cái đầu ra, cái output là cái view, và nó giảm tải cái số lượng request giữa client và server. Nó giảm tải cái lượng server làm việc để generate ra response, và nó được control bởi header của cái request đấy. Thì các bạn sẽ tìm hiểu. Thì ở trong cái response này, chúng ta có một cái gọi là cái middleware của ASP.NET. Nó cho phép chúng ta compression, tức là nén các cái response lại để nó giảm tải lượng dung lượng truyền về client. Thì ở đây chúng ta sẽ slide này thì mình sẽ để cho các bạn, thì còn cái này chúng ta đi vào cái chi tiết ở trong doc của ASP.NET thì là hợp lý nhất. Phần là performance caching đây. Thì chúng ta đây chúng ta mình cũng dọn giáo trình dựa trên cái này thôi. Các bạn sử dụng với memory caching thì các bạn chỉ cần cài đặt cái NuGet package ở trong cái thằng này. Bạn sẽ tạo ra bài số 58. Với in-memory này thì các bạn dành cho những cái ứng dụng vừa và nhỏ. Chúng ta sử dụng một server thôi. Thì chúng ta sẽ và cái cache của chúng ta cũng tương đối nhỏ vậy. Thì chúng ta dùng cái này và chúng ta sẽ giảm thiểu được cái lượng truy cập, không cần lấy trên DB nữa, mà những ví dụ những cái ví dụ sản phẩm mua nhiều chẳng hạn, thì thay vì chúng ta lúc nào chúng ta phải query trong DB ra, query bằng hóa đơn ra để lấy ra những cái thằng nào được mua nhiều, thì chúng ta sẽ đẩy nó query một lần duy nhất và đẩy cái đoạn HTML đấy hoặc là một list sản phẩm đấy vào trong in-memory, tức là RAM của server. Thì chúng ta sẽ lần sau chúng ta chỉ lấy ra thì tốc độ cực nhanh và giảm tải cho server đấy. Thì chúng ta sẽ triển khai, ví dụ ở đây chúng ta triển khai cái NuGet memory caching này, stable 2.0. Sau đó chúng ta xem, chúng ta phải add nó vào service trong config service. Sau đó chúng ta sẽ inject nó được vào trong controller và chúng ta dùng cái phương thức get và set. Get là lấy dữ liệu với một cái key và một cái value. Set là đây chúng ta có một cái option của nó để set xem khi nào thì cái thằng đấy nó bị expire. Nếu expire thì nó sẽ set lại. Đó. Thì đây ví dụ họ đang set get một cái time thôi. Đây là sliding expiration, tức là số cái thời gian nó bị expire cái thằng này. Nếu thằng nó expire thì nó sẽ get lại, nó sẽ return ra. Thì các bạn nhìn thấy là chỗ này này, nó sẽ có một hàm get or create, tức là trong trường hợp mà thằng này nó không tồn tại thì nó sẽ tạo mới một cái get có cái key là get key entry, và nó giá trị của nó sẽ là date time now. Còn thằng này thì nó khi mà không tồn tại thì nó đây nó get or create, nhưng mà chỗ này nó cho phép hỗ trợ chúng ta lấy ra với dạng bất đồng bộ, và chúng ta cũng thể set được nó. Khi mà set thì chúng ta có thể kèm thêm một cái option là bao bao lâu thì nó sẽ reset. Thì cái này chúng ta sẽ set được nó, nếu mà nó expire thì nó sẽ có thể tự renew lại. Thì ở đây chúng ta cài xong này thì chúng ta sẽ sử dụng nó ở trong cái
config service.add memory cache và chúng ta inject nó. Ví dụ ở trong cái thằng home này chúng ta có rất nhiều các cái, ví dụ trong cái thằng header, à thằng chúng ta muốn cache cái thằng category, ví dụ thằng này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ inject nó vào bằng private i memory. Memory cache. Rồi. Thì cái này chúng ta sẽ kiểm tra trong trường hợp nếu cái thằng memory cache chấm get, chỗ này là get or create, tức là chỗ này nó có hàm get này. Get thì nó có trừ truyền key và giả về value này. Get mà có generic thì là truyền về cái, trả về cái đối tượng nào thì nó sẽ trả về cái đấy. Ví dụ ở đây chúng ta có list product category. View mode. Đó. Cái key của nó đây sẽ là một cái object. Chỗ này là lấy ra một cái, nếu trong trường hợp thằng này chỗ này chúng ta có hàm get or create, tức là có thể chúng ta tạo mới bằng một cái factory ở đây. Factory có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cái kết. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ có categories. Nếu trong trường hợp cái thằng này, trong này chúng ta có một cái enum là kết key. Kết keys. Cái này là một cái enum mà chúng ta có thể định nghĩa ra ở trong cái thằng infrastructure thì chúng ta sẽ dùng chung được. Ví dụ chỗ này sẽ là product category. Đó. Đó. Và chúng ta sẽ chuyển sang thêm một cái factory để chúng ta sẽ tạo ra một cái factory. Entry. Tên cái tên biến nhá, các bạn đặt thế nào cũng được. Một cái đối tượng. Đối tượng này chúng ta sẽ lấy ra cái, chúng ta sẽ cài được entry chấm styling option. Cái này khi nào cái cách này có thể inactive không thể truy cập được, và trước đó nó sẽ trước khi nó bị remove, và cái này chính là cái thời gian để nó tồn tại. Ví dụ thời gian tồn tại chúng ta để time span trong vòng from how, ví dụ trong vòng 2 giờ chẳng hạn. Và cái thứ hai là chúng return ra cái nội dung của nó, thì chính là cái nội dung của nó là cái thông tin này. Tất nhiên một dấu chấm phẩy. Đó. Thì chỗ này nó sẽ không cần phải cái đối tượng này cũng được, bởi vì nó đưa vào một cái, nếu mà không để như này thì nó vẫn hiểu, bởi vì là thằng này đã return ra rồi. Đó. Và chỗ này chúng ta chỉ việc
lấy về thôi. Tức là nội dung câu lệnh này là nếu chưa tồn tại cái key này thì nó sẽ tạo mới return về và nó set luôn. Còn nếu mà nó tồn tại rồi thì thôi. Thì chúng ta sẽ debug cái chỗ này. Chúng ta không cần phải if tồn tại rồi thì get mà không thì set. Cái lệnh này nó rất là tiện như thế. Hoặc là chúng ta có thể là dùng cái cách cũ, chúng ta có thể set được như như bình thường. Đấy. Thì nó cũng là key value thôi. Ở đây chúng ta đảm bảo được cái lượng cái dữ liệu category này ít thay đổi và truy xuất nhiều, bởi vì cái trang chủ thì lúc nào menu nó hiển thị ra là nó sẽ thay đổi thôi. Cho nên là các bạn sẽ thường xuyên phải đọc dữ liệu ở trong DB ra, thì cái category này chúng ta có thể là, hoặc cái menu chúng ta có thể là cache nó được. Thì là chúng ta cache, chủ yếu là chúng ta đơn thuần chúng ta cache dữ liệu đi qua này, có dữ liệu ba thành phần đó, cho đọc DB ra. Thì nhưng khi mà lần thứ hai chúng ta chúng ta refresh thì đây là nó sẽ gọi lại, nó sẽ không lấy trong DB nữa. Chúng ta refresh một cái nó cũng sẽ không lấy trong DB nữa. Cái này là đang gọi hai lần ở hai chỗ, bởi vì là mình đang dùng hai thằng dùng cùng dùng một category view. Ở đây nó có một vấn đề là cái này nó đang bị gọi hai lần, mình chưa tìm ra chỗ nào nó gọi hai lần. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái, chúng ta sẽ xem cái output này nó sẽ hiển thị cho chúng ta thấy là cái lệnh SQL nào đã được thực hiện. Thì người ta biết là cái này nó sẽ không đọc từ DB nữa. Đây là cái chính là cái console mà chúng ta chạy. Đây, nó truy cập vào đâu nó sẽ hiển thị hết lên đây. Cái số output nó đang load từ inside các câu lệnh select từ bảng nào. Tí nữa chúng ta sẽ load lần đầu. Load lần đầu chúng ta sẽ nhìn thấy là nó lấy ở trong product category. Trong home controller lấy ra top sản phẩm category. Bây giờ mình tạo mình đây là sản product này. Nó lấy rất nhiều. Đây là top sản phẩm theo product product category. Để tuy nhiên là nếu chúng ta thì nó sẽ không phải lấy lại nữa, mà nó cái này thì nó nhiều câu lệnh quá, các bạn phải kết hết cơ, nhưng mà nó sẽ không lấy từ trong DB ra ở cái câu lệnh này nữa. Đó. Nếu rõ ràng hơn thì tách ra một cái câu get và một câu set, thì bởi vì cái này nó tồn tại rồi, nó tồn tại rồi thì nó sẽ get trực tiếp từ cái get này chứ nó không không lấy từ cái DB nữa. Đấy là cái memory get. Còn cái thứ hai là cái distributed. Cái distributed này thì các bạn sẽ xem cái hướng dẫn của nó nào. Ở đây nó có làm việc cho nó thông qua cái iDistributed. Nó cũng dùng cái, nó cũng sử dụng một cái middleware. Nó inject cái iDistributed vào. Sau đấy thì nó get set như bình thường thôi. Và trong cái config này nó cho chúng ta được cấu hình cái Redis Cache ở đây. Nó trỏ đến cái instance nào và đường dẫn nào. Chúng ta cũng có thể tạo ra một cái đường dẫn. Chúng ta sử dụng cái caching, chúng ta có thể đẩy caching vào một cái bảng ở trong SQL Server. Đấy. Thì chúng ta chỉ cần tạo cái này cho production, tức là config cho môi trường production, tức là phương thức này của nó chỉ chạy trên môi trường production thôi.
thì nó sẽ cho sử dụng cái một đường dẫn connection string đến cái bảng get đấy. Và trong trường hợp chúng ta khi mà đây chúng nó đang recommendation, khi chúng ta quyết định khi nào mà thực hiện cái attribute get thì chúng ta sẽ chọn giữa Redis và SQL Server dựa trên cái nền tảng hiện tại và môi trường hiện tại của chúng ta. Chúng ta có thể chọn một trong hai thứ. Có thể là team quen làm việc với Redis hoặc team quen làm việc với SQL Server. Đấy thì cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm, bởi vì là nó cũng tương đối là triển khai nó tương đối là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần hiểu, có khi các bạn chưa dùng ngay đâu, nhưng mà các bạn chỉ cần biết là nó có hỗ trợ những cái đấy. Cái thứ ba là response caching. Ở đây thì response caching của nó sẽ bay trên các cái thông số của HTTP, ví dụ như là private hay không, max add bao nhiêu, cache hay không, expire khi nào. Thì ở trong cái thằng ASP.NET Core, các bạn làm với cái trước rồi, cái đôi nét cũ trước thì các bạn có thấy cái output cache của thằng ASP.NET MVC5, thì cái này cũng tương tự như thế. Nó cũng có quy định đây, cái attribute này cho trên từng cái thằng action method. Thì những thằng này khi mà đẩy về trong cái khi mà gọi xong cái này thì nó sẽ đẩy về được cái này bao trong vòng bao nhiêu đơn vị của nó. Đây sẽ là, ở đây mình sẽ đặt một cái ví dụ, một cái home, chúng ta kết cái thằng home này, response. Chúng ta có profile này, duration. Duration của nó dựa theo cái second, bao nhiêu giây. Ví dụ 30 giây, kết 30 giây. Location ở đâu? Ví dụ cái nào mà dùng chung cho toàn bộ các user, chúng ta để location ở trên server. Any. Đây là none là không kết. Nên là để cho tùy client, là để trên client, và đây nó đang nói là get only client, set get control header private, any là header to public. Thì header to public là cái gì? Get có thể lưu trữ ở respond. Private là respond không được lưu trữ bởi share get, và một private cache sẽ được lưu trữ và được sử dụng lại cho response. Lại để đây là các cái thông tin ở trên request và chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Mình sẽ đi vào, đây là nó tóm tắt từng loại cache rồi. Các bạn có thể đọc ở đây. Ở đây chúng ta có duration 30 giây này, thì cái thông tin trả về của nó sẽ có user agent. Chỗ này nó có một cái lưu ý, chú ý cảnh báo là hãy không được cache với những cái nội dung mà chứa thông tin liên quan đến client đã authenticate, giống như kiểu thông tin login nó thay đổi theo từng user. Thì cái cache này ấy, nó sẽ không không hiển thị, sẽ không, nó chỉ hiện cho phép những cái content nào mà không chứa các cái thông tin riêng tư cho từng user một, nó bay trên user identity, chẳng hạn như user login. Chúng ta cũng có thể set giá trị, set get theo từng query, theo từng parameter, giống như kiểu verify parameter by query key. Ở đây giống như những thằng đọc tài liệu của thằng này thì nó hơi bị là mà một chút. Đây là nó set cái set header tên là user agent cho thằng request đây. Location của thằng get nó có trạng thái là low store no get, rồi public private. Đây ví dụ chúng ta để là none thì là mặc định nó để là no, no store no get control là no store no catch. Còn chúng ta để mặc định nó sẽ để là public, duration là 60 là
tồn tại trong vòng 60 giây. Cái reheater cache control này nó sẽ giúp chúng ta cái trình duyệt nó hiểu được là cái view này được cache bao nhiêu lâu và nó sẽ được share hay không share. Đấy. Nó cache ở trên dựa trên cái HTTP mà trên bản chất của thằng này là cái attribute này nó sẽ viết lại các request header respond header để thằng trình duyệt nó có thể hiểu được cache bao nhiêu lâu. À. Ngoài những cái này chúng ta set cho từng action method ra thì chúng ta cũng có thể set cho một profile có sẵn và chúng ta có thể sử dụng lại nó trên tất cả các control. Ví dụ ở đây chúng ta có thể set up một cái profile ở trong startup. Ở cái này chúng ta có thể sử dụng lại các profile mà chúng ta không cần phải làm nhiều lần. Ví dụ thằng này chẳng hạn. Chúng ta add ở trong cái add MVC option. Chúng ta đặt ở trong add MVC. New get profile. Đây là không use MVC, add MVC cơ. Đây. Thằng này là cài đặt thằng này. Đây, option đây. Option new một cái option này. Đóng lại đây chỗ này là đây đây chúng ta có SMVC option. Đây, bây giờ thế thì chúng ta sẽ phải copy từ đây đoạn này thì nó mới ổn. Đó. Service cache add một cái default 60 giây, một cái never tức là một cái không bao giờ cache. No store. Một đây thì cái profile này được sử dụng như nào? Nó sẽ sử dụng ở trong cái controller ví dụ như là home này. Để một cái get profile tên là default thì mặc định thằng này nó sẽ được luôn theo cái thông số của duration là 60, get 60 giây. Thì các bạn nhìn nhá, ở trong cái thằng này trong vòng 60 giây nó sẽ không load lại, nó không phải gen chạy đến server nữa. À, đầu tiên là nó sẽ chạy vào này, F5. Đây là ra. Nó ra trang chủ. Nhưng mà khi chúng ta F5 một cái thì nó thằng này default của nó vẫn nhận vào vẫn đẩy vào. Như vậy là cái của chúng ta không đúng. Vậy chỗ này chúng ta sẽ phải đặt trong cái profile này của nó đặt là duration là 60. Ở đây mình nó vẫn vào cái thằng này nhưng mà đến lúc mà ra thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có cái network ở trong này, nó sẽ ra được cái response, nó sẽ kết là kết cái bên ngoài là thằng respond, tức là nó kết cái thằng respond trả về, chứ dữ liệu thì nó không kết. Dữ liệu chúng ta muốn kết thì chúng ta phải dùng in memory hoặc là dùng distributed, còn cái này nó chỉ kết phần output thôi, phần response message thôi, tức là phần HTML trên protocol mà, cho nên chúng ta sẽ sử dụng theo từng trường hợp. Nó kết phần đầu ra chúng ta sử dụng thằng này, nó kết phần bên trong phần dữ liệu thì chúng ta kết phần distributed và in memory. Thì đây chính là cái ba cái loại kết mà các bạn sẽ, cái này thì bài này thì mình thiên về hướng dẫn
để cho các bạn biết thôi, chứ còn làm thì cũng chả áp dụng nhiều. Trong trường hợp mà các bạn làm thì các bạn sẽ sử dụng cái trường tùy trường hợp thôi, thì mình chỉ ví dụ và mình sẽ biết khi nào cần dùng và nó có những cái đấy thôi. Thì đấy chính là cái nội dung của bài học hôm nay. Cảm ơn các bạn.